Vâng, lại là em Huấn Phạm đây. Đấy, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Đó, các cái số hotline của bên em đây các bác nhé. Các bác có nhu cầu về sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn, báo giá. Hôm nay thì em giới thiệu chi tiết các bác cái lô băng keo Nhật bên em mới về. Nói chung là lô này về thì hàng nó cũng đều đều như này thôi. Đấy, có quận to, quận nhỏ, quận lớn, quận bé các bác nhé. Đó, màu mè các kiểu thì nói chung nó cũng đều đều như nhau vậy thôi. Thì bên em vẫn đang bán là 80.000 một cân các bác nhé. 80.000 một cân, đây. Đấy, hàng made in Japan các bác này. Đó, bên em bán là 80.000 một cân các bác nhé. Còn quận đều đều này là em bán là 10.000 một quận này. Đây, đấy, quận đều đều này là 10.000 một quận các bác nhé. Quận thì nói chung là nó cũng có đều đều nhau, to nhỏ hơn nhau một tí thôi. Đó thì nó cũng đều đều nhau. Thì các bác mua dùng ít thì mua quận, dùng nhiều thì mua cân. Đấy, nếu mà các bác lấy từ 10 cân trở lên thì bên em sẽ bao ship cho các bác nhá. Đấy, từ 10 cân trở lên thì bên em sẽ bao ship. Hàng của nhãn hiệu Denka này. Đấy, made in Japan các bác này. Đó, hàng rất là chất lượng luôn. Nói chung là băng keo Nhật thì có độ dai, độ dính tốt các bác nhá. Đấy, mỏng. Đấy, mỏng thì các bác quấn nó sẽ ra, và dai dính tốt thì các bác dùng nó sẽ bền. Đấy các bác nhá. Đấy, thi thoảng có cả quận của Việt Nam mình nữa các bác nhá. Thì nói chung là băng keo thì nó hàng xô thì nó lẫn lộn. Đấy, thì các bác có nhu cầu về sản phẩm nào thì có thể liên hệ. Bên em vẫn đang bán là 80.000 một kg. Và đây, 80.000 một kg và 10.000 một quận các bác nhá. Đó thì hôm nay em về cái lô này khoảng hơn 2 tấn. Thì nó cũng xem như nhau thôi các bác nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé xem như nhau thôi. Thì các bác có thể liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn cũng như là báo giá rồi chi tiết cho các bác nhá. Đó, băng keo Nhật. Đó, hàng rất là đẹp luôn, để phục vụ tới chú bác anh chị khắp mọi miền Tổ quốc. Đó, ngoài ra thì bên em rất là nhiều cái hàng bãi này các bác nhá. Đó, rất là nhiều những cái hàng bãi này. Thì các bác có nhu cầu về món nào thì có thể liên hệ. Đây, bên em đang khui công này các bác này. Đó, đang khui công đây. Rất là nhiều những cái hàng bãi khác nữa này. Đấy, đấy, quả cưa khổng lồ đây các bác này. Đấy, cưa khổng lồ đây. Đấy, nói chung là rất là nhiều những hàng bãi khác nữa các bác nhé. Các bác có thể liên hệ với hàng bãi này thì liên hệ với chủ shop Đăng Nguyễn đây. Đó, 0916 này, 031125, 0965, 296585 các bác nhé. Đó, để được tư vấn về các cái dòng sản phẩm hàng nghĩa địa Nhật đây các bác nhá. Đó, số điện thoại của shop Đăng Nguyễn, còn em là shop Phạm Huấn các bác nhá. Đấy, các bác cần cái hàng bãi này có thể liên hệ.